Đây là lần đầu tiên mình đứng trước ống kính để quay một chương trình, thành ra là sẽ có nhiều cái bỡ ngỡ và sai sót. À, đi lùi, đi lùi, đi lùi. Một tổ hợp lệnh luôn. Lệnh đi lùi, hô lùi. Thì mình cũng rất là muốn là dành ra hai phần quà là hai khóa huấn luyện miễn phí cho anh em nam giới mà yêu thích về nghề huấn luyện chó này. Xin chào toàn thể anh em nhé. Hiện tại mình đang có mặt tại chỗ trung tâm huấn luyện chó nghiệp của bạn Ngô Văn Quốc. Thì cái tập video trước thì anh em cũng đã biết mình và Quốc cũng đã đi ra sân bay để mà đón một cái chú chó nhập từ Séc về rồi. Cái video này thì mình sẽ đến đây làm review về trại chó, review về những cái công việc của anh em ở trại huấn luyện này để cho mọi người khán giả được biết, nhất là những anh em ở trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ở trong khu vực miền Nam. Thì đầu video thì anh sẽ nhờ Quốc chia sẻ một ít cái thông tin về trại chó huấn luyện của mình đến cho anh em khán giả trên kênh Ngẫm Tất TV của anh được biết nha. Xin chào anh cùng toàn thể anh chị em đang theo dõi kênh Ngẫm Tất TV. Mình là Quốc và đây là chú chó của mình, tên là Tyson. Tyson đã có chứng chỉ AGV3 bên Séc và được nhập về Việt Nam khoảng được 3 tháng. Trung tâm của chúng tôi được xây dựng trên mảnh đất 2.500 m2. Hiện tại là có 40 chuồng chó, rất rộng rãi và thoáng mát, xa khu dân cư, và được thành lập bởi ba anh em, trong đó có tôi là người sẽ phụ trách về huấn luyện và điều hành trung tâm, một người anh phụ trách về định hướng và sự phát triển của trung tâm, và một người em nữa tên là Thành hiện đang là Việt kiều của Séc và đang sinh sống ở Séc. Thành sẽ phụ trách tìm nguồn gen và con giống chất lượng bên châu Âu để gửi về trung tâm của chúng tôi. Như anh em đã xem ở video trước, chúng tôi vừa nhập về một chú chó tên là Cody. Cody là chú chó đã đạt chứng chỉ AGV2 bên Séc và mới về Việt Nam để làm giống. Cody sẽ là con chó giống chủ lực của chúng tôi để phục vụ anh em chơi chó thể thao Maninoi ở miền Nam. Xin chia sẻ một số thông tin để cho anh em được biết là mình và Quốc là những người anh em ở trong cái câu lạc bộ nuôi giống chó Boucheron Berger Pháp cách đây là 10 năm rồi. Mình và Quốc là chơi cũng với nhau cũng khá là thân. Anh em khi mà còn ở miền Bắc là cứ khoảng tầm vài tuần là anh em mình lại ngồi cà phê chém gió một lần. Thì Quốc có thể chia sẻ cho mọi người được biết là tại sao lại xây dựng mô hình trại chó huấn luyện tại miền Nam. Trong khi đấy là anh cũng đã biết là Quốc trước đây là cũng đã phát triển ngành nghề này tại miền Bắc rồi. Vâng, em làm trung tâm huấn luyện chó ở miền Nam thì sẽ có những lý do sau. Thứ nhất là về thời tiết. Thời tiết ở trong miền Nam có hai mùa mưa nắng, thời tiết ôn hòa. Buổi sáng và buổi chiều tối thời tiết rất là mát, rất phù hợp cho việc huấn luyện chó. Thứ hai là về con người. Người dân miền Nam là rất thích, rất yêu thương động vật và đặc biệt là rất thích nuôi chó. Điều kiện kinh tế, chi tiêu của người miền Nam rất phóng khoáng. Vì vậy thị trường miền Nam em thấy là rất là tiềm năng. Yếu tố thứ ba, em thấy là thị trường miền Nam rất nhiều trung tâm huấn luyện chó, nhưng mà chưa có trung tâm huấn luyện chó thể thao đi thi tại các kỳ thi Working Dog chuyên nghiệp để được các giám khảo nước ngoài chấm. Và trung tâm của em mang đến thành phố Hồ Chí Minh phương pháp huấn luyện chó thể thao tích cực hiện đại mà hiện tại các nước trên thế giới đang chơi và áp dụng.
Hôm nay được đánh giá là ở mức rất là tốt, nhưng mà ở mức dưới 90 điểm. Theo chia sẻ của bạn Ngô Văn Quốc thì hiện tại anh em đang áp dụng cái phương pháp huấn luyện là tích cực và hiện đại mà đang được áp dụng trên thế giới. Để làm rõ được điều này thì anh sẽ nhờ Quốc chia sẻ để cho khán giả trên kênh được biết thế nào là huấn luyện tích cực. Tích cực ở đây được hiểu như là con chó được vui vẻ, thoải mái, tự nguyện làm việc, mong muốn được làm việc và không chịu áp lực nào trong huấn luyện cả. Có nhiều cách để mình huấn luyện một con chó. Mỗi một con chó nó sẽ có một cái tính cách khác nhau. Mình sẽ dựa vào tính cách của tùy từng một con chó để đưa ra một cái phương pháp huấn luyện tốt nhất, làm cho con chó nó dễ hiểu nhất, thoải mái nhất và không chịu một áp lực nào trong khi huấn luyện cả. Em sẽ dựa vào hai nhu cầu chủ yếu của một con chó là được ăn và được chơi. Em sẽ cung cấp cho chúng nó hai thứ đấy và hướng chúng nó đến những cái mục đích mà chủ mong muốn. Sau khi mà bạn Quốc và mình chia sẻ cho anh em được biết cái ít cái thông tin về cái phương pháp huấn luyện tích cực mà hiện tại mà bên chỗ Quốc cũng đang áp dụng, được học hỏi từ những người thầy, những người huấn luyện viên rất là chuyên nghiệp, nổi tiếng trên thế giới, thì bây giờ anh sẽ nhờ Quốc chia sẻ cho mọi người được biết là các cái dịch vụ mà bên Quốc đang cung cấp cho anh em ở trong Sài Gòn và trong miền Nam nó là những cái dịch vụ như thế nào. Vâng, bên em đang cung cấp những dịch vụ như nhận huấn luyện cún theo yêu cầu của khách, như huấn luyện vâng lời gia đình, hoặc huấn luyện bảo vệ chủ, hoặc cao cấp hơn là huấn luyện cún để đi thi những cái giải thi Working Dog chuyên nghiệp trong nước. Thứ hai, bên em có nhận đào tạo huấn luyện viên dạy chó để dạy huấn luyện chó gia đình, huấn luyện hoặc là học để về mở trại, hoặc là học để huấn luyện chó ra sân thi. Thứ ba là bên em cung cấp dịch vụ phối giống với những chú chó giống được nhập khẩu từ châu Âu và đã chứng minh được trên sân thi. Như ví dụ như Tyson nhập từ Séc đã có IGP3, hoặc là Cody đã có IGP2 nhập Séc, hoặc là Eto đã có IGP1, cũng là chú cún được bên trung tâm em nhập từ Séc về. Với cả dịch vụ là cung cấp dịch vụ huấn luyện cún này và đào tạo cho huấn luyện viên dạy cún, thì anh cũng muốn biết là với cả cái dịch vụ đó thì hiện tại là cái mức giá nó sẽ như thế nào? Về chi phí huấn luyện thì bên em đang nhận theo khóa, và một khóa là 3 tháng, một tháng là từ 5 triệu, tùy theo yêu cầu cấp độ của khách hàng. Còn chi phí về đào tạo huấn luyện viên, bên em đang nhận là 15 triệu trên một người, trên một khóa. Một khóa thì kéo dài khoảng từ 3 tháng đến 1 năm, học nhanh hay chậm là tùy từng bạn. Bên em sẽ cung cấp chỗ ở, điện nước miễn phí cho các bạn học viên. Còn tiền ăn thì các bạn sẽ tự góp. Ok. Như bạn Quốc vừa chia sẻ thì mình xin tổng hợp lại một ít thông tin để anh em nắm được. Thì cái chi phí để mà học cái nghề huấn luyện viên, đào tạo huấn luyện viên dạy chó tại đây thì dao động khoảng tầm 15 triệu trên một bạn. Thì trại chó sẽ cung cấp cho anh em là chỗ ở là miễn phí, đó, chỗ ở là miễn phí, rất là rộng rãi. Và phần điện nước nữa, phần điện nước là anh em sẽ cùng sử dụng chung ở đây. Nhưng mà tất nhiên là sao anh em khi mà đến đây học và hay là đến đây học nghề rồi thì phải có cái ý thức giữ gìn vệ sinh chung, phải tuân thủ theo cái quy định ở đây. Còn về việc mà ăn uống thì anh em mà ăn như thế nào thì anh em sẽ tự góp tiền vào, tự đi chợ, tự thổi cơm, đúng không? Nhân dịp anh vào đây thì em cũng có 2 suất học huấn luyện chó miễn phí cho 2 bạn nam có hoàn cảnh khó khăn. Yêu cầu thì là có đam mê với huấn luyện, thật thà, chăm chỉ, chịu thương chịu khó, đúng không? Trước khi làm cái chương trình này thì mình và Quốc cũng đã bàn luận với nhau rồi.
và cũng rất muốn là có một cái gì đấy gọi là giúp đỡ cho những người anh em ở trong miền Nam, nhất là những cái bạn trẻ mà yêu thích về chó, muốn học nghề huấn luyện nhưng mà không có đủ kinh phí, tức là không có đủ khoảng tầm 15 triệu đồng. Rất nhiều người, với cả rất nhiều người là 15 triệu đồng là một cái số tiền rất là to. Anh đã từng đi vào trong miền Tây Nam Bộ rồi và miền Đông Nam Bộ với cả một cái gia đình hẳn câu là 10 triệu hay là 5 triệu đồng là một số tiền cực kỳ to. Đấy, thì tại sao mà chúng ta đang có điều kiện chúng ta không giúp đỡ anh em? Nếu như anh em nào mà điều kiện khó khăn, yêu thích chó và chịu thương chịu khó, nó là câu làm nghề này phải chịu thương chịu khó vất vả, phải chăm con chó, phải nắng mưa, đấy, phải tắm rửa, phải dọn dẹp cho chó, phải nấu ăn cho chó và phải có nhiều thời gian cho chó, thì nếu như anh em cảm thấy mình đủ điều kiện thì cứ liên hệ trực tiếp với cả bạn Ngô Văn Quốc. Cũng như các cái lần trước, cũng như các video trước thì mình luôn luôn để lại số điện thoại, thông tin địa chỉ để cho anh em sẽ tự liên lạc. Cái phần cuối video này thì có lẽ mình cũng phải xin phép anh em cái là như này. Quốc đây là lần đầu tiên mà lên sóng trên kênh Nhâm Tuất TV. Không thể tránh được khỏi những cái mà bỡ ngỡ này hay là vấp váp trong nói chuyện. Thực sự đây là lần đầu tiên mà Quốc quay một cái chương trình nó dài như thế này. Thì anh em cảm thấy mà nó vấp váp thì anh em phải hết sức thông cảm. Tiếp sau đây thì mình sẽ nhờ Quốc sẽ cầm hai chú chó ra biểu diễn để cho anh em mình biết về hai cái trường phái huấn luyện, là một là huấn luyện về thể thao để đi thi đấu và một là trường phái huấn luyện là theo cái môn gọi môn phủi. Đấy, thì cụ thể là phủi là như thế nào và thể thao như thế nào thì mình lại gửi đến Quốc để giải thích cơ bản cho anh em được biết thế nào là phủi và thế nào là thi thể thao. Về huấn luyện phủi thì là mình sẽ huấn luyện những bài tập mà tất cả những cái bài mình có thể tự nghĩ ra được. Những cái bài mà mình nghĩ ra rồi mình tập thôi là những bài phủi. Còn chó thể thao ý, thì là sẽ tập theo bài. Và chó thể thao đòi hỏi một con chó phải có tố chất tốt, tập huấn luyện chính xác, vui vẻ. Sau đây sẽ biểu diễn cho anh em xem là một chú chó được huấn luyện theo trường phái là dạy phổi và được huấn luyện trong thời gian 3 tháng. Rồi, ok. Huấn luyện viên đang dùng lệnh cạnh. Trên tay là không hề có dây gì đâu nhé. Không sử dụng dây. Đây là lệnh cạnh. Mình sẽ zoom kỹ vào cho anh em xem. Anh em để ý cái thần thái, cái thái độ của chú chó nhé. Nó phải rất vui vẻ với việc luyện tập. Trên tay huấn luyện viên là gần như là không có mồi và cũng không có bóng và cũng không có dây. Chú chó tuân lệnh là răm rắp luôn. Tất cả là hô theo lệnh. Đứng, ngồi, đứng, nằm, ngồi. Lệnh đứng nằm ngồi. Lệnh lùi. Nằm, ngồi, đứng, đứng, ngồi, nằm. Hoàn toàn là nghe theo lệnh huấn luyện viên. Không có dây, không có bóng, không có đồ chơi. Lệnh đi cạnh. Luôn luôn phải đi sát vào phía một chân. Đi lùi. Một tổ hợp lệnh luôn. Giữa, lệnh giữa. Lệnh đi lùi, hô lùi. Lùi, nằm. Lệnh ngồi. Đứng, ngồi. Khoảng cách rất là xa. Xin giới thiệu mọi người, đây là một cái chú chó được huấn luyện 3 tháng và theo trường phái là dạy phổi. Đó, sau khi mỗi lần mà tập luyện xong thì chú chó sẽ được thưởng quả bóng. Đối với chó lớn thì là thưởng đồ chơi, thưởng bóng này là một cái phần thưởng rất là thú vị rồi. Quá tốt với nó rồi.
và cái mình xin lưu ý với anh em đấy là cái thần thái, cái thái độ làm việc của chú chó phải dứt khoát, phải vui vẻ, phải nhanh nhẹn. Anh em sẽ thấy rất khác đúng không? À, một cái bài nữa này. Rồi, phải thưởng bóng nhá. Chó là cần được thưởng, một là đồ ăn, hai là bóng. Còn tí nữa anh em mình sẽ biểu diễn một cái chú chó dạy theo hướng thể thao để cho mọi người được xem nhá. Ok, rất tuyệt vời. Chắc chắn là rất nhiều anh em thích kiểu dạy phùi này. Dạy phùi này để chơi ở nhà. Còn những cái bài này thì không thể đi ra thi đấu được nhá. À, trên hình ảnh chúng ta là chú chó Eto và Ngô Văn Quốc. Eto được huấn luyện theo phương pháp thể thao. À, với cả những cái chú chó huấn luyện thể thao thì phải nghe lệnh răm rắp. Eto thì đã là một cái chú chó có tuổi rồi và đạt chứng nhận IGP2. Nếu mà xét về độ thuần nhá và độ nghe lời thì những chú chó thể thao sẽ nghe lời hơn rất nhiều so với những chú chó dạy phủi. Nhưng mà về nếu như mà nhìn thấy biểu diễn thì anh em sẽ thấy phủi hay hơn đúng không? Phủi thì sẽ dễ gần, sẽ tiếp cận được người xem hơn. Đấy, còn chơi chó thể thao để mà thi đấu. Lệnh nằm, nằm im luôn, nằm im re luôn. Nằm rất đẹp, phải vuông vắn. Nằm cũng phải vuông vắn. Eto bây giờ đã không còn được nhanh nhẹn nữa rồi, vì bây giờ là một cái chú chó đã có tuổi rồi. Nhưng mà anh em thấy là nó nghe lời răm rắp luôn. Nghe lệnh răm rắp luôn, rất tuyệt vời. Lệnh đi cạnh. Chó thể thao thì phải đấy, đứng một cái là đứng im luôn. Đứng một cái khoảng cách rất xa. Một khoảng cách rất xa. Đứng im. Rồi, được thưởng bóng. Ok, thôi ra đây. Hai thầy trò ra đây chào anh em khán giả cái đi. Rồi, rất tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên mình đứng trước ống kính để quay một chương trình, thành ra là sẽ có nhiều cái bỡ ngỡ và sai sót. Mong anh em thông cảm. Ok, chắc chắn là anh em sẽ thông cảm. Vì nếu như anh em mà chơi chó huấn luyện lâu ngày thì đều biết đến bạn Ngô Văn Quốc rồi, là một cái người rất là thật thà và cũng không có khiếu ăn nói. Thực ra là chú là không có khiếu ăn nói. Vâng, vâng. Đúng không? Chỉ biết là thực hành thôi. Tại vì huấn luyện viên huấn luyện mà gọi là thực chiến thì sẽ chỉ biết thực hành thôi. Thì anh em xem phải hết sức thông cảm và bỏ qua cho anh em mình. Đây cũng là cái video mà mình vào chơi và thăm Quốc ở thành phố Hồ Chí Minh sau khoảng tầm 3 tháng là chạy huấn luyện của Quốc đi vào hoạt động. Thì nếu như anh em mà có nhu cầu huấn luyện này, có nhu cầu về học nghề và có nhu cầu về trao đổi thông tin thì cứ liên hệ trực tiếp với Ngô Văn Quốc. Có thể dễ dàng là tìm kiếm đường đến đây qua Google Maps đúng không? Vâng, đúng. Trung tâm của chúng ta, trung tâm của Quốc là chỉ cách quận 7 khoảng tầm 7-8 cây số thôi. Yeah. Đường này, cái khu này là khu xã Long Thới, huyện Nhà Bè, vâng, thành phố Hồ Chí Minh. Vâng. Rồi, ok, thì rất là cảm ơn Quốc đã hợp tác với anh để làm những cái chương trình giới thiệu về trang trại của em và giới thiệu về những con giống để cho anh em khán giả trên kênh Nhân Tất TV, nhất là những anh em khán giả ở khu vực miền Nam được biết. Vâng. Nếu như anh em có nhu cầu thì làm việc với cả Quốc nhé. Dạ vâng ạ, em cũng cảm ơn anh và các anh em khán giả theo dõi kênh Nhân Tất TV. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Vâng.